Chào mừng bạn đến với Top Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Trong mắt người bình thường, cuộc sống của những ngôi sao giải trí quả không khác gì thiên đường khi luôn được giới truyền thông cùng người hâm mộ săn đón, mặc những bộ hàng hiệu cùng trang sức đắt đỏ, sống ở trong những ngôi biệt thự hạng sang hay penthouse cao cấp. Tưởng chừng với số tài khoản khổng lồ đó thì họ sẽ sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tiêu tiền mỏi cả tay. Nhưng không, thực tế họ cũng rất quý trọng đồng tiền và tiêu dùng rất hợp lý chứ không quá hoang phí. Thứ nhất, Dịch Dương Thiên Tị. Em út của nhóm TF Boys ngoài đời là một người vô cùng tiết kiệm. Có lần đi chợ, anh chàng đã khiến người bán hàng phải câm nín khi liên tục mặc cả đòi giảm giá tiền mua rau. Mặc dù đống rau chỉ có 22 tệ nhưng Thiên Tị lúc đầu còn định trả giá với chỉ 10 tệ. Sau nhiều lần mặc cả, cuối cùng anh chàng cũng đồng ý chốt đơn với 20 tệ. Nếu lần sau gặp khách hàng như Thiên Tị, có lẽ người bán hàng giỏi nhất cũng phải cúi đầu bái phục trả thua. Thứ hai, Dương Siêu Việt. Mỹ nữ khóc nhè Dương Siêu Việt đặc biệt được khán giả yêu quý khi tham gia chương trình thực tế vì tính cách thẳng thắn, không màu mè giả tạo. Trong một lần tham gia show thực tế, Dương Siêu Việt đã khiến các khách mời khác trong trường quay phải ngỡ ngàng khi cô chỉ dùng những thỏi son giá rẻ. Cô còn tiết lộ mình toàn dùng chùa chỉ kẻ mày của thành viên cùng nhóm Phó Tinh. Thứ ba, Nhậm Gia Luân. Lục Đại Nhân của Cẩm Y Chi Hạ luôn được biết đến là một người đàn ông của gia đình. Trong chương trình Thử Thách Cực Hạn, khi đi siêu thị mua sắm cùng Ngô Thư Hân, anh chàng một mực từ chối khi cô bạn đồng hành liên tục mè nheo mua hoa quả và sữa chua. Thậm chí thì Nhậm Gia Luân còn phũ phàng nói, em đói thì cố chịu đi, nếu khát thì cũng nhịn, và liên tục nhấn mạnh chỉ nên mua những thứ thật cần thiết. Thứ tư, Trịnh Sảng. Bí quyết tiết kiệm của Trịnh Sảng vô cùng đơn giản, chỉ gói gọn trong hai chữ là tự làm. Khi ở nhà thì cô nàng thường tự chế mặt nạ trà xanh mật ong, tự muối dưa cải, tự làm son môi, thậm chí còn tự rửa xe. Nhìn bên ngoài Trịnh Sảng trông có vẻ tiểu thư nhưng hóa ra cô nàng cũng đảm đang và khéo léo ra phết. Thứ năm, Tạ Na. MC nổi tiếng của chương trình Happy Cam Tạ Na không ngờ cũng là một trong những tín đồ của trang thương mại điện tử. Cô thường xuyên săn lùng những voucher để mua những món đồ cần thiết với giá cả rẻ nhất. Minh tinh hóa ra cũng thích săn sale như ai. Thứ 6, Hoàng Minh Hạo. Hoàng Minh Hạo lại có bí kíp tiết kiệm vô cùng ba chấm là ở nhà. Anh chàng hài hước cho biết, bình thường tôi ở trong nhà suốt, chẳng mấy khi ra ngoài gặp bạn bè. Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được cả đống tiền, không cần phải suy nghĩ xem phải mua quần áo, túi sách gì, quá tiện. Thứ 7, Dương Tử. Là một trong những tiểu hoa đán nổi tiếng nhất hiện nay, nhưng ngoài đời Dương Tử sống khá giản dị và tiết kiệm. Qua ảnh chụp từ hậu trường các bộ phim cô đóng, có thể thấy Dương Tử luôn mặc chiếc áo phao màu đỏ từ ngày còn chưa nổi tiếng cho đến tận bây giờ. Có vẻ cô nàng đặc biệt yêu thích chiếc áo này. Thứ 8, Hoa Thần Vũ. Những tưởng Dương Tử đã đủ tiết kiệm rồi nhưng hóa ra còn có một người còn lợi hại hơn cả cô nàng, đó là Hoa Thần Vũ. Là một trong những phú nhị đại của làng giải trí hoa ngữ nhưng Hoa Thần Vũ lại vô cùng giản dị. Anh chàng nhiều lần bị phát hiện tận dụng lại quần áo phụ kiện khi trình diễn, tham dự sự kiện và cả trong cuộc sống đời thường. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.